Yo, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài mod nhé. Đầu tiên khi mọi người nhấp vào cái đường link mod mà mình để dưới phần mô tả và bình luận thì nó sẽ dẫn đến cho mọi người một cái trang như thế này. Link của mình sẽ là Mediafire, nó rất dễ thôi. Đầu tiên các bạn bấm vào link nó sẽ hiện ra như này nhé. Rồi bút xuống, các bạn bấm chữ đăng ký kênh. Đó, sau các bạn bấm đăng ký kênh, kèm theo đó là một nút chuông thông báo tất cả. Rồi sau đó mọi người qua lại tab bên kia. Và chúng ta đã đăng thành công đăng ký và chúng ta sẽ bấm vào mở khóa. Lúc này các bạn sẽ được đến ngay link Mediafire, chỉ cần bấm phát là tải được thôi. Ok, sau khi tải xong, mọi người vào cho mình cái Zachiever. Zachiever này thì mọi người lên Play mà tải nhé. Rồi vào phần download này, kéo xuống tìm cho mình cái mục ngộ không tân niên. Mọi người bấm vào cái ngộ không tân niên, rồi bấm vào cái ô ở giữa, giải nén vào tên lưu trữ. Khi mọi người bấm vào giải nén vào tên lưu trữ thì nó sẽ đi lên đây và nó sẽ thành một cái file màu vàng. Mọi người chỉ cần bấm vào ngộ không tân niên này, rồi mọi người giữ cái phím này cho mình nhé, giữ cái này, rồi bấm vào sao chép, bấm vào ngộ không tân niên ở trên cùng này, bấm vào bộ nhớ thiết bị, bấm vào Android, bấm vào data, rồi mọi người bấm vào cái nút màu xanh ở bên dưới cùng này, đó, thế là mọi người đã mod thành công nhé. Eto xem đến hết video rồi thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.